đúng rồi, em mới hát ra vô lại. Rồi chia sẻ bài lên giùm em với mọi người. Chia sẻ bài lên giùm em nha. Vậy hả? Cảm ơn em yêu nha. Bị lại áp phong nha mọi người. Hello mọi người nha. Còn ít quần legging 35 này xây cho mấy chị luôn nè. Còn mấy cái quần legging 35 này chị nào lấy chốt giùm em nè. Quần có túi nha mọi người, 35k giùm em. Quần legging giùm em nha. Quần ống mơm nha, cái này quần nhà em có túi luôn, 35k giùm em nha mọi người. Ai lấy thì chốt giùm em mã 35 giùm em nè. Quần 35k nha, coi dạng thoải mái nha mấy chị yêu ơi. Ai lấy quần chốt quần giùm em nha, 35k. Em còn được mấy cái nè. Từ 4 mấy ký tới 6 mấy ký mấy chị mặc ok hết nha. Chắc coi dạng thoải mái. Chắc coi dạng thoải mái giùm em nha. Ai lấy quần thì chốt quần giùm em. Quần có túi nha. Ai lấy quần chốt quần giùm em 35k nè. Quần 35k giùm em, ai lấy quần chốt quần giùm em nha. Còn được mấy cái nè mọi người. 35 giùm em với. Ai lấy quần chốt quần giùm em 35k chấm mai lên giùm em với nha mọi người. Chị nào mời vô chấm mai giùm em với. À, lấy chế 3 cái nha. Ok chị Như Như Lam nè. Như Như Lam 3 cái nè. Rồi ảo thun giùm em. Ảo thun hàng An Đông luôn giùm em nha mọi người. Hàng thiêu luôn giùm em nè. Hàng thiêu nha. Rồi 35k giùm em. Ai lấy nu chút nu giùm em 35 nu nè. Nu 35k lấy nu chút nu giùm em. Nu 35 ai lấy nu chút nu giùm em nha. Chấm mày tương tác bài lên giùm em với nha mọi người. Nu 35k lấy nu chút nu 35. Nu 35 giùm em nha. Rồi tím nè. Ảo phong chữ nha. Phong này giữ 55kg mấy chị mà ok giùm em nha. 35 tím. Chị nào lấy tím chút tím giùm em 35k nè. Tím 35. Tím 35 giùm em nha. Lấy tím chút tím giùm em 35k nè. Tím 35 giùm em với. Ai lấy tím chút tím giùm em 35. Ảo phong chữ nha mọi người. Rồi tím 35 giùm em. Ai lấy tím chút tím giùm em 35k. Màu hồng nè. Hàng ăn đông á. Vải đẹp. Rồi lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Phong 35 giùm em nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 35k hồng. 35 hồng giùm em nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em với 35. Hồng 35k. Hồng 35 giùm em nha. Lấy hồng chốt hồng giùm em 35. Rồi xanh riêu nè. Chị nào lấy xanh riêu chốt xanh riêu giùm em nha. Ảo phong xanh riêu nè. Phong dưới 57, 58 kỳ mấy chị mà ok giùm em nha. Ai lấy xanh riêu chốt xanh riêu giùm em 35 xanh riêu. Xanh riêu giùm em, chị nào lấy xanh riêu chốt xanh riêu 35k. Xanh riêu 35 giùm em nha. Ai lấy xanh riêu chốt xanh riêu giùm em với 35. Áo phong nha mọi người. Xanh riêu cho Hà Huỳnh nè. Hà Huỳnh 35 nè. Với lại màu à. Xanh, ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35k xanh nè. 35 xanh giùm em, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nè, 35 xanh. 35 xanh giùm em nha, lấy xanh chốt xanh giùm em 35. Xanh 35 giùm em, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em. Xanh 35 giùm em nha mọi người, ai lấy xanh chốt xanh.
Rồi áo đỏ nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em, 35 đỏ. Đỏ 35k, lấy đỏ chốt đỏ. Cho em xem đầm dây ở sau. Đâu có đầm đâu, cái đó xét hết tình yêu ơi. Em có màu đỏ, màu nu nè. Đỏ nu. Màu đất, nâu đất giùm em đi, với lại màu xám nha. Với lại màu xám giùm em. 35k. Không 35 giùm em nha. Ai ai lấy xám chốt xám. Quá dễ thương luôn. Ai lấy xám chốt xám giùm em 35. Bộ mặt có một màu thôi nha chị. Bộ mặt 85k có một màu thôi, bộ mít cây, quần có túi. Quần có túi. Cho em xem cái nào. Xem cái nào cái này hả? Đây là set. Cái này set nha, 125k giùm em, vải đuổi xốp. Vải đuổi xốp giùm em nha. Set tầng 125 nè, em có màu kem đất với lại màu xanh nha, 125k á. 125 giùm em. À, lấy màu nào thì lên màu giùm em nha, 125. Một hai lăm giùm em nha, test đóng 125 á. Rồi lên bộ nè. Thả tim thả like lên giùm em với mọi người ơi. Rồi bộ tầng. Bộ dây tầng giùm em. Tay cánh tiên nha mấy chị. Tay cánh tiên giùm em nè. 35k giùm em nè. Chị nào lấy chốt giùm em hồng 35. Hồng 35k giùm em, bộ đùi nha. Quần tầng luôn giùm em. Không, cái này quần hồng có tầng. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 35 hồng. 35 hồng giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 35k. Hồng 35 giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 35. Hồng 35k giùm em nha. Bộ dây tầng này mọi người. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Rồi đen nè. Hoa vàng đi. Chị nào lấy hoa vàng chốt hoa vàng giùm em nha. Tầng hoa vàng giùm em nè. Ai lấy hoa vàng chốt hoa vàng. Hoa vàng ở sau nó có bao nhúng nha. Form này dưới 55kg mấy chị mặc ok giùm em nha. Hoa vàng giùm em. 35 hoa vàng nè. Rồi hoa trắng nè. Hoa trắng giùm em nha. Rồi bi hồng. Chị nào lấy bi hồng chốt bi hồng giùm em đi. Bi hồng 35 bi hồng. Màu đỏ nè. Màu đỏ giùm em. Màu riêu. Màu riêu nè. Thổ cẩm nè. Chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em. Caro. Caro nè. Với lại màu màu xám. Với lại xám giùm em nha. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em với 35k. Hoa cúc cho bé mỏ nè. Rồi 35 giùm em. Bộ dây tầng nha mọi người. Bộ dây tầng giùm em 35k. Bé mỏ caro. Rồi ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em 35 thổ cẩm. Thổ cẩm giùm em nè, chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm. Đằng sau xét hả chị. Bộ em mặc 85k nha. Bộ mặc 85. Đây chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em nha. 35 thổ cẩm giùm em nè. Ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em 35k. Thổ cẩm 35 giùm em. Chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em 35. Thổ cẩm. Ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm. Chị Thi Khánh lấy bộ mặt nè. Thi Khánh 85. Ai lấy bộ mặt chốt bộ mặt nha, 85k nha mấy chị. Bộ mặt 85 giùm em. Rồi lên áo nè mọi người. Áo kiểu giùm em. Áo len gân nha. Áo len gân giùm em nè. 35k một áo. Chị nào lấy chốt em trắng 35. Trắng 35k giùm em nè. Ai lấy trắng chốt trắng. Màu kem đất nè, màu xám, màu đen, với lại màu hồng nha. Với lại màu hồng giùm em. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em với 35 kèm màu. 35k kèm màu giùm em nè.
Đây. Áo xinh xinh. Rồi áo 35k kì màu giùm em với. Đẹp lắm mọi người ơi. Đó, ôm body như vậy. Co giãn nha. Form dưới 55kg mắc ok giùm em nha. Rồi 35k kì màu giùm em với nha mọi người. Ai lấy chốt giùm em màu cam đất nè. Chị nào lấy cam đất chốt cam đất giùm em. Rồi màu trắng này, chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em nè, 35 trắng. Màu hồng, màu xám với lại màu đen nha. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em với, 35 kèm màu giùm em nha mọi người. 35k kèm màu giùm em nè. 35. Ai lấy áo chốt áo giùm em nha. Chị nào lấy áo chốt áo giùm em nè. Trắng đen cho Ngọc Bích. Trắng đen cho Ngọc Bích nè. Rồi lấy màu nào nữa lên màu giùm em nha. 35 pyjama nè. Pyjama LV nè mọi người. Quần dài. Quần dài giùm em nha. LV giùm em bộ này 55k giùm em. Chị nào lấy cho em LV đỏ. LV đỏ 55 giùm em nè. Ai lấy LV đỏ cho LV đỏ giùm em 55k. LV đỏ 55 giùm em nha. Chị nào lấy LV cho LV. Ai lấy LV cho LV giùm em 55k LV. Rồi đùi gấu nè. Đùi gấu 3D giùm em. Chị Long LV đỏ. Chị Long nè. Còn có bộ 55. Rồi bộ 3D gấu. Bộ đùi 3D gấu giùm em nha mọi người. Siêu dễ thương luôn. 35k giùm em, chị nào đã cho em gấu hồng 35 nè. Gấu hồng 35k giùm em nha. Ai lấy gấu hồng chốt gấu hồng. Đó, Gucci. Chị còn áo 7 màu không? Còn nha tình yêu. Cho ra ai lấy chốt giùm em nè. Gấu hồng 35. Gấu 3D nha. Gấu hồng 35k giùm em, ai lấy gấu hồng chốt gấu hồng. Rồi màu nu nè, cái tay màu gì thì cái quần màu đó nha mấy chị. Rồi màu nu. Màu đỏ giùm em nè. Màu đỏ. Màu vàng. Màu vàng giùm em nha. Ai lấy vàng chốt vàng. Rồi với lại màu xanh. Với lại màu xanh giùm em. Màu xanh nè. Rồi 35k kèm màu. Gấu hồng cho bé mỡ. Bé mỡ nè. Huyền huyền nè. 60kg cam mét nhiêu chị? 35k. Cho em xem áo 7 màu được không? Rồi đợi chị xíu nha. Đúng rồi, cái line này nổi đi đơn á. Hết hồng rồi, lấy màu khác giùm em đi chị Quỳnh ơi. Rồi đây lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Gấu xanh nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35 xanh. Quá trời dễ thương luôn. Quá trời dễ thương luôn mọi người ơi. Đó, ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35k. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em 35. Xanh 35 giùm em nha. Đúng rồi, khung 3D á mọi người, 1m55 hổng vừa. Chị Kiều Thúy Kiều nè. Kiều Thúy Kiều lên xoáy ngài giùm em với. Rồi đây chị nào lấy gấu đỏ, chốt gấu đỏ giùm em nha. Gấu đỏ giùm em 35 gấu đỏ. Gấu đỏ 35k. Chị nào lấy gấu đỏ, chốt gấu đỏ giùm em 35 nè. Dạ không nóng, hàng này mà nóng. Hàng này là siêu mát luôn mọi người ơi. Rồi ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha. Khung này mát lắm nha. Cầm lên chất là đã mát rồi đó. Huyền huyền 35 nè. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em 35 vàng. 35 vàng giùm em nè. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em. Dễ thương lắm mọi người. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Gia Gia Phương Oanh nè. Gia Gia Phương Oanh lên xoáy ngoài giùm em nha. Hết gấu đỏ rồi. Em còn màu nu màu vàng với màu xanh nha. Còn nu vàng xanh hết đỏ. Nu vàng xanh giùm em đi mọi người ơi. Đây là lấy nu chút nu giùm em nè. Chị nào lấy nu chút nu hết đỏ rồi. Màu nu giùm em đi. Chị nào lấy nu chút nu. Còn nu vàng xanh nha. Còn nu vàng xanh giùm em. Ai lấy nu chút nu giùm em đi.
ai lấy nu chút nu giùm em. 35 nu nè. Màu nu màu vàng với lại màu xanh nha. Nu vàng xanh. Ai màu xanh đẹp nè. Thì nào lấy xanh thì chốt xanh giùm em 35. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35k xanh nè. Siêu dễ thương luôn mọi người ơi. Đó, ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha, 35 xanh. Hết đỏ rồi nha. Dạ chị lên số điện thoại được rồi, địa chỉ thì anh móc giùm em nha. Rồi 35 giùm em, ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Còn màu nu màu vàng với màu xanh nha, 35k nu vàng xanh giùm em. Nu vàng xanh 35. Chị Liên Đàm lấy nu nè. Liên Đàm nu nè. Rồi ai lấy màu nào nữa lên màu giùm em. Gia Gia Phương Anh thêm xanh. Kiều Thủy Kiều. Dạ không chị, hồi nãy em đọc ai màu đỏ ta? Mày ai có màu đỏ vậy chồng? Ai đọc tên thì có màu đỏ nha, em hết màu đỏ. Huyền Huyền màu đỏ rồi, hết đỏ rồi tình yêu ơi, lấy màu vàng hoặc nu giùm em được không? Còn vàng với nu á, còn vàng với nu nha. 35 vàng nu. Rồi, lên mẫu gấu này. Ai lấy mẫu gấu này đi, gấu này dễ thương nè, gấu Fendi. Gấu Fendi giùm em, Huyền Huyền có đỏ nha. Rồi gấu Fendi giùm em nè. Đây gấu 3D in full luôn nha mọi người. Cái vải này nó rất là mát nha. Vải cực kỳ mát luôn. Đây mấy chị ơi, vải này nè, mát lắm luôn á. Rồi chị nào lấy chốt em xanh, gấu xanh 35k. Gấu xanh 35k giùm em nè. Ai lấy gấu xanh chốt gấu xanh. Gấu xanh 35 giùm em. Vậy cho Kiều Thúy Kiều màu đỏ đi chồng. Đổi đỏ lấy nu đúng không? Huyền Huyền lấy nu nè. Kiều Thúy Kiều lấy đỏ, Huyền Huyền lấy nu nè. Gấu xanh 35 hình thị Cẩm Nhi nè. Hình thị Cẩm Nhi với lại chị Gia Gia Phương Anh. Gia Gia Phương Anh lên sáng hỏi chưa? Hình thị Cẩm Nhi với Gia Gia Phương Anh nè. Rồi gấu nè mọi người, ai lấy gấu chốt gấu. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em hồng. Gấu hồng giùm em 35, gấu hồng giùm em nè. Ai lấy gấu hồng chốt gấu hồng giùm em 35k. Dễ thương lắm nè mọi người ơi. Ai lấy gấu hồng chốt gấu hồng giùm em 35k gấu hồng. Gấu hồng 35k giùm em nha. Ai lấy gấu hồng chốt gấu hồng nè. Gấu hồng 35. Cái đó màu hồng phấn đi mấy chị, cái này hồng đậm giùm em đi. Cái này hồng đậm giùm em nè. Chị nào lấy hồng đậm chốt hồng đậm nha. Đó. Fendi nè mọi người, 35 giùm em. Ai lấy hồng đậm chốt hồng đậm giùm em 35k. Phôm này giữa 57-58 kỳ mấy chị mặc ok luôn giùm em nha. Cho ai lấy hồng đậm chốt hồng đậm giùm em. 35 hồng đậm nè. Hồng đậm 35k giùm em nè. Chị nào lấy hồng đậm chốt hồng đậm giùm em nha. Màu hồng đậm. Rồi là có hồng phấn với hồng đậm với lại màu vàng nè. Màu vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nè. 35 vàng. Gấu vàng nè, ai lấy gấu vàng chốt gấu vàng giùm em 35k gấu vàng. Gấu vàng giùm em nha, ai lấy vàng chốt vàng giùm em 35 vàng. Gấu Fendi. Vàng 35 giùm em nha, ai lấy vàng chốt vàng giùm em 35 vàng. Vàng 35 giùm em nè. Đó vàng. Còn vàng hồng đậm với hồng phấn nha mấy chị ơi, 35k. 35k giùm em. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em với 35. 35k giùm em nha. Lan ngô gấu hồng lên sáng hạ giùm em với. Lan ngô nè. Rồi pyjama giùm em. Pyjama đùi. Sen nhọn giùm em nè. Ủa cái này bị lỗi lắm nè. Bộ đang mặc 85k nha chị ơi. Bộ mặc 85 giùm em nha, quần có túi. Rồi bộ này chị nào lấy chốt giùm em xanh. Áo này có túi luôn giùm em nha, 35k xanh nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em 35k. Xanh 35 giùm em nha, lấy xanh chốt xanh giùm em với 35. Rồi để chị lên áo 7 màu cho. Rồi xanh 35 giùm em nha, lấy xanh chốt xanh. Xanh 35 giùm em. Rồi mẫu này em còn bộ nè, bộ Babydoll. Có đồ ngố chị ơi. Đây bộ Babydoll giùm em nè. Dễ thương lắm, Babydoll dây nè. 39k giùm em, ai lấy chốt em hồng 39 nha. Hồng 39 em còn bộ.
Đây này, nó phải màu nè. Hương Anh Huy, em bộ đang mặc. Bộ đang mặc 85k, chị nào lấy bộ mặc này chốt bộ mặc giùm em nha. Hương Anh Huy nè, 85. Quần có túi nha mấy chị. Đây áo 7 màu, cái này 115k một áo giùm em nha. Đẹp lắm mọi người. Form rộng nha, form này dưới 65k mấy chị mặc cũng ok luôn á. Chị nào lấy chốt giùm em 7 màu. Lên 7 màu giùm em nha, lên 7 màu giùm em nè. 115k. 115k giùm em, ai lấy chốt em 7 màu. Nhật Thu lấy bộ mặt nè. Nhật Thu 85 lên số điện thoại giùm em với. Rồi bộ mặt còn 2 bộ. Ai lấy thì chốt giùm em nha bộ mặt. Rồi 7 màu giùm em nha, 7 màu giùm em. Ai lấy 7 màu chốt 7 màu giùm em nha. 7 màu 115k. Ai lấy 7 màu chốt 7 màu. Rồi đùi thể thao giùm em nè. Rồi xem mấy chị 35k luôn. Bộ quần đùi thể thao nha. Quần đùi thể thao giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Màu đen với lại màu xám. Coi dạng thoải mái nha mấy chị. Có dây rút. Đen với xám giùm em 35. Nhật Thu lấy bộ gấu hồng nữa. Anh nãy Nhật Thu có bộ gấu hồng hay lấy thêm vậy? Bộ gấu hồng nữa đúng không? Nhật Thu nè. Rồi quần 35 màu đen với màu xám giùm em. Đen xám giùm em 135 nha. Quần đùi thể thao nha mấy chị ơi. Quần đùi thể thao giùm em nè. Cho lại quần chốt quần giùm em nha. Vải đẹp 35k luôn giùm em. Đen với xám 35 giùm em nha. Đen xám 35 giùm em. Đây đầm 299k giùm em nha mọi người. Đầm 299k giùm em nè. Ai lấy đầm 2 chốt đầm 2 giùm em 99k. Đầm 299 giùm em hàng 2 lớp nha. Em có màu trắng, màu vàng với màu hồng. Trắng vàng hồng giùm em, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Quần sò cạp cao hả? Hôm nay không có. Rồi chị nào lấy quần thể thao chốt quần thể thao giùm em 35. 35k giùm em. Màu đen với màu xám nha. Đen cho Ngọc Bích. Ngọc Bích đen nè. Lê Thị Thị Trang lấy mai trắng. Lên đồ bộ sau lưng em đi. Pyjama hả? Pyjama hả mấy chị? Cho em like mấy mẫu này trước đi. Nãy giờ em like cái đó hoài đi. Rồi đây bộ thiêu giùm em nè. Bộ gu xì thiêu giùm em nha. 35k giùm em, ai lấy chốt em nâu 35. Nâu 35k giùm em nha. Ai lấy nâu chút nâu giùm em 35 nè. Siêu đẹp luôn. Nâu 35k giùm em nha. Em có màu nâu, màu trắng, màu đen. Nâu trắng đen 35 giùm em. Nâu trắng đen 35k giùm em, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Đang mặc 85k nha. Quần có túi nha mấy chị ơi. Quần có túi giùm em. Rồi nâu trắng đen 35. Gu xì thiêu nha. Ai lấy chốt giùm em nè. 35 kèm màu. Màu nâu, màu trắng, màu đen 35k. Đùi gấu nè. Đùi gu xì nè mọi người. Đùi gu xì giùm em nha. Đó. Ai lấy trắng chốt trắng. 35 trắng. 35 trắng giùm em nè. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em 35k. Trắng 35 giùm em. Bộ em mặc quần đùi chị Bích Trang lấy đen nè. Lên sáng hòa giùm em với. 35 nè. Đầm hoa dưới 55k mắc vừa nha chị. Rồi chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em nè. Trắng đen với lại màu nâu nha. Trắng đen nâu 35k. Trắng đen nâu. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Trắng đen nâu 35k. Đây màu đen nè, chị nào lấy đen chốt đen giùm em 35. Thiêu nha mọi người. Đó, ai lấy đen chốt đen giùm em 35k đen. 35 đen giùm em nè. Ai lấy đen chốt đen giùm em. Giờ xong cái like này em chốt đi hết nha mọi người. Rồi đen trắng nâu 35 giùm em với. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Đen trắng nâu 35k. Đen
trắng nâu 35 giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nè. Rồi bộ beo nè. Hương quần đen. Hương quần đen lên số điện thoại giùm em nè. Thì Hương Nguyễn đen. Thì Hương Nguyễn đen với lại trắng cho Ngọc Thu. Rồi bộ đùi beo giùm em. Đùi beo vu xì nè mọi người. Đùi beo vu xì giùm em nha. Chị nào lấy chốt thì em vu xì. À quên, ai lấy chốt thì em nu đi. Ai lấy nu chốt nu giùm em 35k. Nu 35 giùm em nha, bộ đùi beo nè mọi người. Nu 35 giùm em, ai lấy nu chốt nu. Nu xám với lại hồng. Nu xám hồng giùm em 35k. Nu xám hồng. Nu xám hồng giùm em 35 nha mọi người. Ai lấy beo chốt beo giùm em 35. Nu xám hồng 35k. Nu xám hồng 35 giùm em nè. Chị nào lấy beo chốt beo 35k beo. Bèo béo beo. Đây beo vu xì nè mọi người. Đó. Chị nào lấy beo chốt beo giùm em nè. 35 beo giùm em nha. Ai lấy beo chốt beo giùm em 35k. Beo xám. Beo xám giùm em nè. Có đồ bộ dây có nha chị ơi. Dạ Thu. Nó giống mấy cái bộ gấu nãy em lái mọi người. Cái này vải mát lắm nha. Đây mấy chị ơi. Vải cực kỳ mát luôn. Nó giống mấy bộ gấu nãy giờ em like á. Rồi chị nào lấy cho em beo hồng 35k beo hồng. Beo hồng 35k giùm em nha. À lấy beo hồng chốt beo hồng giùm em. Nu cho Hiền Huyền nè. Nu cho Nguyệt Tích. Lan Kim Lan lấy xám 35. Nu cho Nguyệt Tích nè. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Ai lấy beo hồng chốt beo hồng giùm em nè. Phương Anh Huy beo hồng 35k. Beo hồng cho Hương Anh Huy nè. Bộ xám. Ôi quên à, bộ lửng đâu rồi ta. Đầm này, đầm Quảng Châu nè, em còn hai cái, chị nào lấy chốt giùm em nè. Đầm Quảng Châu nha, cái này 125k nè. 125 giùm em đầm mít cây. 125k giùm em nha, bầu bưởi bông chen thoải mái luôn. Ai lấy chốt em mít cây 125. Bộ hồng mặt cho Huỳnh Loan. Hồng mặt cho Huỳnh Loan 85 nè. Với lại nu đúng không? Nu xì nu 35. Huỳnh Loan nè. Ai lấy mít cây chốt mít cây giùm em nha. Đây lửng nè. Lửng gấu nè mấy chị. Lửng gấu, lửng gấu. Bộ lửng 45k giùm em nha. Lửng này 45 giùm em. Phân dưới 57, 58 kỳ mấy chị mặc ok luôn giùm em. Chị nào lấy cho em xanh 45k. Xanh 45k giùm em nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em. Bộ ngố mấy chị ơi, 45k giùm em. Xanh 45. À, em hết sơ mi bút bơ rì, em còn cái sơ mi đen mà viền bút bơ rì được không? Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 45k, cái này 45 giùm em. Bộ 3D. Dễ thương này mọi người. Ngố 45. Ngố xanh 45k giùm em nha. Màu hồng nè. Cái tay màu gì thì cái quần nó màu đỏ nha mấy chị. Rồi quần màu hồng nè. Màu đỏ. Màu đỏ nè, màu nâu. Màu nâu giùm em nha, với lại màu vàng. Xanh đỏ nâu vàng. Xanh đỏ nâu vàng giùm em nha, 45k xanh đỏ nâu vàng. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Đây màu nâu này, chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em. Bộ gấu này mọi người dễ thương nè. Đó. Ai lấy cho em gấu nâu 45k bộ lửng nha. Bộ lửng giùm em. Bộ lửng giùm em nè, 45k giùm em, ai lấy nâu chốt nâu 45. Nâu vàng đỏ xanh. Nâu vàng đỏ xanh giùm em nha. Ra lấy màu nào lên màu giùm em với. Nâu vàng đỏ xanh 45k. Nâu cho Ngọc Bích 45, nâu cho Ngọc Bích nè. Mở đỏ em xem.
đỏ. Đây màu đỏ này, chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. 45k đỏ nè, ai lấy đỏ chốt đỏ 45. Đỏ 45k nè, chị nào lấy đỏ chốt đỏ. 45 đỏ giùm em nè. Rồi áo á, set 2 món giùm em nè. Bộ em mặc 85k nha. Một nâu. Hết nâu rồi nghỉ tiếp thôi. Hết nâu rồi còn hồng, xanh, vàng. Hết gấu nâu rồi. Máy mẫu này có hình nha em. Máy mẫu này có hình. Rồi áo rip giùm em nè, set 2 món giùm em nha. Một cái áo ổng bên trong với lại một áo khoác ở ngoài giùm em 39k. 39k giùm em nha, chị nào lấy chốt giùm em đen 39 nè. Em có hai màu trắng đen nha. Một áo ổng nè, chốt vô rip giùm em nha. Một áo ổng với lại một áo khoác ở ngoài giùm em. Rồi màu đen với màu trắng giùm em 39k kèm màu giùm em nha. Ai lấy áo chốt áo 39k giùm em nha. 39k giùm em nè. Phương Quỳnh lấy bao nâu. Phương Quỳnh nè, 35. Bộ mặc quần quần đùi á chị. Bộ mặc quần đùi nha. Rồi đen cho Phụng Mon nè. Phụng Mon đen 39 nè. Rồi lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Đen trắng 39k. 6 cái cho chị Hà Vy nè. Rồi hết luôn á. Hà Vy còn mấy cái á. Ủa 6 cái đúng không? Đây bộ nè, cái này quần có túi nha mấy chị ơi. Bộ mít cây em còn bộ. Ai lấy thì chốt giùm em. Mít cây giùm em nha. Dễ thương lắm. Ai lấy mít cây chốt mít cây giùm em. Hả? Rồi quần lửng giùm em nè. Quần lửng vải đuổi giùm em nha mọi người. Cắm mài lên giùm em nha. Cái này quần màu, quần ống rộng giùm em. Rồi sale cho mấy chị 35k luôn. Chị nào lấy chốt giùm em ống rộng 35 nè. Rồi mã 35 giùm em nha, quần lỡ. Quần lỡ giùm em nha, 7 tấc á. Quần này 7 tấc nha mấy chị. Có túi luôn giùm em nha. Cái này vải đuổi giùm em. Rồi 35k một quần. Form dưới 57-58 ký mấy chị mặc ok giùm em nha. Quần có túi giùm em nè. Ai lấy chốt em mã 35 vải đuổi nha. 35k giùm em nè. Ai lấy chốt em mã 35 giùm em quần ống rộng. Ống rộng 35k nè. Ai lấy ống rộng chốt ống rộng giùm em 35. Ống rộng 35 giùm em nha. Đây bộ dây. Bé mở một quần nè. Hà Vy 5 quần. Chị Liên Đàn 1 nè. Hà Vy 5. Rồi còn hai cái ai lấy thì chốt giùm em nha. Quần ống rộng. Quần ống rộng giùm em. Rồi bộ dây Babydoll giùm em. Bộ dây tầng. Dây tầng nha mọi người. Dây tầng giùm em nè. Form này dưới 55kg mặc vừa giùm em nha. Dây tầng giùm em nè. Rồi 35k giùm em. Chị nào lấy chốt em tầng đen 35. Tầng đen 35 giùm em. Màu đen nè. Màu hồng. Màu đỏ. Màu riêu nè. Với lại màu xám giùm em nha. Rồi 35k kèm màu giùm em với. Với lại hoa trắng giùm em đi. Với lại hoa trắng giùm em 35k. 35k kèm màu. Tầng 35 giùm em nè. Ai lấy tầng chốt tầng giùm em 35k. Ủa lấy kim còn hả? Quần lấy kim còn này mấy chị. Quần lấy kim em còn mấy cái nữa nè. Chị nào lấy kim không nè. Còn 5 cái. Lấy kim nè. Vải siêu đẹp luôn. Còn áo mẫu mới còn chị. Đây quần legging nè, có túi giùm em nha, chắc to dạng thoải mái. Rồi 35k nha mấy chị. Mê lắm. Quần này vải siêu đẹp nha. Rồi 35k giùm em, chắc rất là dày dặn luôn. Có túi quần giùm em nha. 35. Còn 5 cái này ai hốt luôn giùm em nè. Có màu xanh đen nữa, ai lấy xanh đen chốt xanh đen. Thùy Hương Nguyễn lấy cho chị một bộ đang mặc. Ok nè. Ngọc Bích nè. Ngọc Bích 35.
Thùy Hương Nguyễn bộ mặt. Rồi bộ mặt hết nha mấy chị. Chị Thùy Hương Nguyễn bộ mặt nè. Rồi em hết bộ mặt á. Kiều Thúy Kiều Legging 35 nè. Hai quần. Kiều Thúy Kiều hai quần nè. Rồi lại quần ở chốt quần giùm em nha, 35k. 35k một quần giùm em nha. Rồi quần màu xanh đen nè, chị nào lấy xanh đen thì chốt xanh đen. Ai lấy xanh đen chốt xanh đen giùm em. Xanh đen giùm em quần có túi nha. Quần có túi hết nha mọi người. Ai lấy xanh đen chốt xanh đen, còn hai cái xanh đen nè, 35k xanh đen. Còn hai đen với hai xanh đen. 35k giùm em. Kiểm tra hàng thoải mái mọi người ơi. Rồi xanh đen với lại màu đen giùm em 35. Bán hàng 35 nhưng mà chất lượng nha mấy chị. Rồi đây, bộ pyjama. Bộ pyjama giùm em nè. Pyjama tiểu thư tay bo như vậy nha. Em 2 legging đen nha. Rồi ok chị em chốt rồi đó. Cái này quần có túi giùm em nha. Chị nào lấy chốt giùm em gấu nè, 99k lụa mango. Gấu 99k giùm em nha. Chị Loan Nga, Loan Ngô. Loan Ngô xanh đen lên sáng nọ giùm em với. Rồi gấu 99k giùm em mà lấy gấu chốt gấu. Quần legging 35 á em. Rồi phom dơi nè, chị nào lấy chốt em gấu dơi nè, gấu phom dơi 99k luôn giùm em nha. Quần có túi luôn giùm em. Ai lấy phom dơi thì chốt dơi giùm em nha mọi người, dơi 99k dơi nè. Rồi bộ nơ giùm em nè. Lụa mango giùm em nha. Cái này quần có túi luôn giùm em nha mấy chị, tay dài nè. Chị nào lấy chốt em nơ đen. Nơ đen với lại nơ xanh 99k, nơ đen nơ xanh 99 giùm em nha. Pyjama. Nơ đen nơ xanh 99k giùm em nè. Rồi bộ ạ. Bộ này bộ Latin giùm em còn. Em còn màu hồng này, chị nào lấy hồng chốt hồng 90k hồng. 90 hồng giùm em nè. Lập thể 95 lụa mango sen hai lá quần có túi. Chị nào lấy cho em lập thể nè. Rồi sọc, sọc 95 luôn giùm em nha. Ai lấy sọc chốt sọc giùm em 95k sọc. Sọc 95k giùm em, ai lấy sọc chốt sọc giùm em 95. Với lại đỏ nè. Rồi chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Cái này 101 thì em còn một bộ nha. Đỏ 101. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em 101 nha. Gấu 99 cho Suy Nguyễn. Rồi ai lấy mẫu này thì lên mẫu giùm em nha. 99k. Suy Nguyễn nè. Suy Nguyễn 99 nè. Rồi em lên nha. Đây quần ngố còn 3 cái này. Chị nào lấy ngố thì chốt ngố giùm em. Ngố còn 3 cái nha mọi người, 35k. Ngố quần có túi luôn giùm em nha. Ngố quần có túi giùm em nè, 35. Ai lấy ngố chút ngố giùm em nha mọi người. Ngố 35k giùm em. Còn 3 cái. Quần có túi. Ai lấy ngố chút ngố giùm em, 35k ngố. Ngố 35k giùm em, chấm mai lên giùm em đi mọi người. Chị Loan Kim Loan ngố nè, 35 nè. Đây bộ đầm 299k giùm em nha. Đầm 299k giùm em. Tay phòng nha mọi người. Tay phòng giùm em nè. Em có hoa trắng nè, hoa vàng với lại hoa hồng nha. Trắng vàng hồng giùm em. Trắng vàng hồng. Huỳnh Thị Cẩm Nhi với lại Huỳnh Loan ngố nè. Huỳnh Thị Cẩm Nhi với Huỳnh Loan này 35k. Rồi quần dài thể thao, quần bo ống giùm em. Quần thể thao bo ống giùm em. Cái này quần có túi giùm em nha mọi người. Đó nam nữ mặc ok luôn giùm em, chạy viền nè. 39k một quần. Chị nào lấy cho em mã 39 nè. Bo ống vải rất là đẹp luôn nha. 39k giùm em. Ai lấy cho em mã 39 giùm em nha. Viền nè. Viền này là may trực tiếp vô luôn nha mấy chị. Rồi 39k giùm em. Quần có túi nha mọi người, 39k. Ai lấy cho em mã 39. Quần thể thao cùng mon 39k nè. Rồi 39k giùm em nè. Ai lấy quần chốt quần giùm em 39. Quần 39 giùm em nha. Rồi em lên áo kiểu. Áo kiểu vải đuổi xót giùm em. Quần ống rộng hả? Đây quần ống rộng còn 2 cái. Ống rộng 35 còn 2 cái nè. Chị nào lấy ống rộng chốt ống rộng giùm em nha. Quần có túi nha mấy chị ơi, vải đuổi. Quần có túi giùm em. Vải đuổi nha, lưng bạn đẹp ghê không? Đó 35k.
35 giùm em. Ai lấy ống rộng chốt rộng quần 7 tấc á. Rồi ống rộng 35 giùm em nha. Ai lấy ống rộng chốt rộng giùm em 35k ống rộng. Rồi áo kiểu giùm em nè, vải đuổi xốp giùm em. Ở sau nó có bo nha mấy chị. Vải đuổi xốp giùm em nè. 39k một áo giùm em nha. Vải rất là đẹp luôn, về mấy chị đang dây giùm em nha. Về đang dây lại giùm em nè. Rồi chị nào lấy cho em vàng, mặc bẹt vai cũng được, mặc lên cũng được, tùy mọi người nha. Rồi màu vàng nè, 39k vàng nè. Màu hồng, màu hồng giùm em nè. Rồi màu đỏ nè, màu đỏ. Màu đen, màu đen giùm em nè. Màu tím, màu tím nè, với lại màu xanh nha. 39k kèm màu, với lại xanh giùm em nha mọi người, 39k. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu giùm em với. Áo kiểu giùm em 39. Áo kiểu 39k giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với nè. Áo xinh lắm, về mấy chị đang dây lại nha, cực kỳ xinh luôn. Quần 35 cho Xuyên Nguyễn. Rồi chị nào lấy áo thì chốt áo giùm em nha. Ai lấy áo chốt áo 39k áo. Áo 39 kèm màu giùm em. Chấm mai lên giùm em đấy mọi người ơi. Rồi bộ lửng giùm em nè. Bộ lửng Adidas, lửng đá giùm em nha. Đây ngố lửng Adidas giùm em nè. Ngố beo 35k giùm em. Chị nào lấy cho em nu 35. Nu 35k giùm em nè. Ai lấy nu chốt nu giùm em 35 nha mọi người. Nu 35k, chị nào lấy nu chốt nu giùm em 35. Màu nu nè, màu đỏ, màu đỏ, màu tím nè, màu hồng, màu vàng. Màu vàng giùm em nè, màu cam đất. Rồi lấy màu nào lên màu giùm em nha. 35k kèm màu giùm em với. Màu cam đất nè, màu vàng nè, màu hồng, màu tím với lại màu đỏ, với lại màu nu giùm em. Rồi 35 kèm màu giùm em bộ lửng. 35k giùm em nha. 35 màu, lên màu giùm em với mọi người ơi. Lửng 35k giùm em nè, lửng Adidas. Lửng đá giùm em 35k. Rồi lấy màu nào lên màu giùm em nha. Hương Anh Huy bêu vàng. Hương Anh Huy 35 nè. Rồi chốt rồi ở Xuyên Nguyễn ơi. Chị Loan Ngô lấy nu nè. Loan Ngô lấy nu. Hết nu rồi, lấy màu khác giùm em được không? Màu cam đất, màu hồng, màu tím với lại màu đỏ giùm em nè. À lấy chốt giùm em. 35. Còn màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu vàng với màu cam đất nha mấy chị ơi, 35k. 35, 35. Bộ lửng 35 giùm em. Đây lửng Adidas giùm em nè. Đây lấy cam đất, chốt cam đất giùm em 35 cam đất. Cam đất 35k giùm em nha. Chị nào lấy cam đất giùm em 35. Cam đất nha mọi người. Ai lấy cam đất, chốt cam đất giùm em 35. Cam đất cho chung chồng Trúc Thùy hả? Lên số điện thoại giùm em nha. Lẫn cam đất cho chị Anh Phương. Ủa hết cam đất luôn rồi. Hết cam đất rồi. Lấy màu khác giùm em đi chị. Rồi đùi gu xì này em còn bộ này 35k nè. Chị nào lấy chốt em gu xì 35. Gu xì 35 giùm em nha. Ai lấy gu xì chốt gu xì giùm em 35k gu xì nè. Gu xì 35k giùm em. Gu xì 35 giùm em nha. Rồi thả tim thả like lên giùm em đi mọi người. Chấm mai lên giùm em với em xe quần. Quần hơ mệt. Quần hơ mệt cho mấy chị nè. Quần ngủ hơ mệt. Anh Phương, đất tím đỏ. Dạ sĩ á, mẫu 35 sĩ văn lẻ em đang sale á. Tím đỏ này chị Anh Phương, lên xoay hỏi giùm em với. Lận dưới 55kg mà ok nha mấy chị. Em có bộ nào chưa? Có rồi á tình yêu ơi. Hai chân sau là đầm á mọi người ơi. Đầm nè 99k giùm em nha. Đầm 99k giùm em tay phòng. Em có màu trắng, màu vàng với lại màu hồng nha. Trắng vàng hồng giùm em. Rồi chấm mai lên giùm em nha mọi người ơi.
Bàn hoa học bàn này hả? 99k. 99k giùm em nha. Đây lấy hồng chú hồng, hồng hoa nhí á. Hồng hoa nhí giùm em nha, 99k giùm em. Màu hồng, màu trắng với lại màu vàng. Hồng trắng vàng giùm em nha. Hồng trắng vàng 99k. Đây ở đây nó có dập dập nè, đẹp lắm. Hàng 2 lớp. Hàng 2 lớp hết nha mọi người. 99k đồng, dây kéo phía sau giữ 55kg mà ok giùm em nha. Rồi lấy đầm chốt đầm giùm em 99k. Rồi lấy bộ gu xì, chốt bộ gu xì giùm em nè. Rồi chấm mày lên giùm em đi. Ngố hơ mẹt giùm em nè. Đầm vàng trắng cho kẹo ngọt. Giữ 55kg mắc vừa 1m6, giữ 57-58kg vừa giùm em. Vàng trắng gì vậy? Cái hoa đó đó. Vàng trắng cho kẹo ngọt 99k. Vàng với trắng. Rồi quần ngủ hơ mệt giùm em 29k giùm em. Xe like lên giùm em nha. Bộ gu xì xem lại rồi đợi chị xíu. Lấy đâm hoa trắng cho Nhật Thu luôn. Còn không? Hoa trắng cho Nhật Thu. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em. Có bộ dập ly đùi được không chị? Rồi quần ngủ hơ mệt giùm em. Rồi 29k giùm em. Ác dụng chị nào xe like nha. 29k giùm em. Có màu riêu nè, màu xám. Màu riêu, màu xám nè. Màu xanh. Like màu này cho dễ coi nè mấy chị. Màu màu nu nè. Màu nu, màu xám. Màu hồng. Màu hồng giùm em nè. Rồi màu xanh. Màu riêu. Màu riêu nè. Với lại màu đỏ đô giùm em 29k giùm em. 29k kèm màu giùm em nhé. Rồi chị nào lấy ngố chút ngố, ngố hơ mệt nha mọi người. Ngố hơ mệt giùm em. Rồi 29k kèm màu giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Với lại màu hồng sen. Ủa Lê Mỹ không lấy hả? Với lại hồng sen giùm em nha. 29k giùm em. Hồng với xanh cho Bicun nè. Bicun hồng với xanh. Rồi 29k kèm màu giùm em nha mọi người. Lan Kim Lan lấy xám. Dạ không, đầm không có túi. Đầm không có túi nha. Lan Kim Lan xám nè. 29k. Bộ mặt hết rồi nha mấy chị. Rồi lấy màu nào nữa lên màu giùm em nha. Quần ngố màu giùm em nè. Về phối với áo trắng đẹp đó mọi người. Rồi 29k giùm em. Ngố hơ mệt nha. Ngố hơ mệt giùm em 29k. Lấy xanh chốt xanh. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em 29 xanh. À xanh biển hả? Xanh biển nè, quên. Xanh biển nè. Rồi bộ bộ đùi Doraemon nè. Chị nào lấy chốt em xám 39k. Xám 39k giùm em nha. Ai lấy xám chốt xám giùm em 39k nha mọi người. Đùi xám 39 nè. Đùi xám 39k giùm em. Ai lấy xám chốt xám. Xám 39k giùm em. Ai lấy xám chốt xám. Rồi áo thun giùm em. Chấm mai lên giùm em đi mọi người. Rồi áo thun giùm em nha. 35k giùm em nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh phơm dưới 60kg mấy chị mà ok giùm em nha. Rồi xanh 35. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35k xanh nè. Xanh 35k giùm em. Ai lấy xanh chốt xanh 35. Rồi màu trắng nè mấy chị. Màu trắng, màu hồng, màu nâu. Với lại màu đen giùm em nha. Với lại màu đen giùm em. Rồi áo thun 35 giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Trắng, hồng, nâu, đen giùm em 35k. Áo thun 35 giùm em form rộng. Form dưới 60kg mắc vừa. Nam nữ mắc ok luôn nha mấy chị. Rồi lấy áo chút áo 35k áo. Thun 35k giùm em nè. Ai lấy thun chút thun giùm em 35 nha. Áo thun 35. Áo thun 35k giùm em nè. Ai lấy thun chút thun. Rồi bộ đùi Gucci nè. Lan Kim Lan lấy nâu nè. Lên đầm xanh sâu. Lan Kim Lan nè. Không, cái này là set á. Set Barbie doll nha mấy chị. Set satin nhung giùm em. Set satin nhung 101 nha. Chị nào lấy chốt em riêu 101. Riêu với lại đen. Riêu với đen 101 giùm em.
35. Rồi đây bộ gu xì giùm em nha mấy chị ơi, bộ đùi gu xì nè. Đùi gu xì giùm em 35k, em có màu nâu, màu trắng, màu đen nha. Nâu trắng đen 35k giùm em. Đùi gu xì giùm em 35k nè, ai lấy nâu chốt nâu nè. Màu đen nè, nâu trắng đen có màu trắng nữa nha mọi người. Rồi nâu trắng đen 35k, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Đùi gu xì. Đùi gu xì giùm em nha 35. Đùi gu xì 35 giùm em. Đúng rồi, quần ống rộng á. Dưới 57, 58 ký luôn nha chị ơi. Quần legging còn hai cái nè mọi người, còn hai cái màu đen nè. Kẹo ngọt nâu 35. Quần ống rộng còn à, còn hai cái màu đen nè. Mày dính gì? Quần legging bo ống giùm em còn hai cái màu đen 35k, quần có túi nha. Ai lấy đen chốt đen giùm em 35. Hả? Em 60kg 1m55 vừa không? Cái nào xét ống rộng hả chị? Ráng lựa hai sản phẩm cho em đủ hàng đi đơn nha mọi người ơi. Lên ngủ sexy nè, ngủ sexy em còn ít nè. Dạ không vừa. Đây ngủ sexy còn ít nè mọi người. Ngủ sexy lấy đi. Mút ngọt dày dặn giùm em nha. Đây chị nào lấy chốt em xanh coban. Xanh coban giùm em 35k giùm em nha. Phơm này dưới 57, 58 kỹ mắt ok nha. Rồi xanh coban giùm em nè. Xanh riêu. Xanh coban với lại xanh riêu giùm em 35. Giùm em. Xanh coban với xanh riêu giùm em 35k. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Mút ngọt dày dặn nha. 35. Rồi tím nè. Chị nào lấy tím chút tím có tăng đô luôn giùm em nha mọi người. Có tăng đô giùm em nè. Ai lấy tím chút tím giùm em 35k tím. Tím 35k giùm em. Ở phía sau dây có tăng đô nha. Rồi tím 35k nè. Ai lấy tím chút tím giùm em ngủ sexy. 35 tím nè. Chị nào lấy tím chút tím. Rồi vàng giùm em nè. Đây ở sau có tăng đô giùm em nha mọi người. Đó. Vàng 35k, lấy vàng chút vàng giùm em 35 vàng. Hút ngọt dày dặn. Vàng 35k giùm em, chị nào lấy vàng chút vàng giùm em 35k. Vàng 35 giùm em nha. Ai lấy vàng chút vàng giùm em 35k vàng. 35 vàng giùm em nè. Vàng 35 giùm em, chấm mày lên giùm em đi mọi người. Rồi màu hồng nè, ai lấy hồng chút hồng giùm em 35 hồng. 35 hồng giùm em nha. Đây áo rất là đẹp luôn. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 35k. Hồng 35 giùm em nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng 35. Hồng 35k giùm em mà lấy hồng chốt hồng nha. Hồng 35 giùm em. Rồi riêu nè. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em 35k riêu. Riêu 35 giùm em nha. Ở sau có tăng đô hết nha mọi người. Riêu 35 giùm em nè. Riêu với lại hồng 35. Riêu hồng 35k. Riêu hồng ruốc nha mấy chị, riêu hồng ruốc. Riêu hồng ruốc giùm em. Ngọc Nhiên hồng 35 nè. Vàng cho chị à. Vàng cho Huỳnh Ngọc. Rồi riêu hồng ruốc giùm em 35k giùm em. Hút ngực dễ dặn nha. Riêu hồng ruốc giùm em có tăng đưa. Riêu hồng ruốc 35. Riêu hồng ruốc 35k giùm em nè. Riêu cho Ngọc Nhi nè. Đây ruốc nè, ruốc này ruốc nhũ á mọi người. Vải nhũ. Vải nhũ giùm em nha, hết riêu nha mọi người. Đây ai lấy màu ruốc chút màu ruốc giùm em, vải nhũ á. Ai lấy ruốc chút ruốc 35 ruốc giùm em. Chị nào lấy ruốc chút ruốc giùm em 35k với lại màu hồng nha, riêu hồng ruốc giùm em. À quên, còn hồng với ruốc. Còn hồng với ruốc nha mấy chị. Rồi 35. Rồi xanh coban nè, cái này em còn bộ nè. Bánh bèo bánh ơ luôn nè. Đó, ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Bèo bèo nè mấy chị. Xanh giùm em, coi dạng thoải mái nha mọi người. Coi dạng thoải mái. Rồi xanh 35 giùm em, ai lấy xanh chốt xanh 35k xanh. 35k giùm em nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Như như Lam lấy ruốc 35. Rồi xanh 35, ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35k. Xanh 35 giùm em nha.
giùm em đi mọi người. Hồng cho Huỳnh Ngọc. Huỳnh Ngọc lấy hồng nè. Giật hả? Mạng yếu hả? Mạng yếu hả mọi người? Rồi đầm body giùm em. Body giùm em nè. Cái này giữ 50kg mà ok giùm em nha. Tay phòng rút hai bên giùm em nha mấy chị. Chị nào lấy chút em nâu 50k nâu. Nâu 50 giùm em nè. Ai lấy nâu chút nâu giùm em 50 nha. Body rút hai bên. Rồi nâu 50. Ai lấy nâu chút nâu giùm em với 50k nâu. Nâu 50 giùm em. Vậy là tùy mạng rồi. Rồi đầm dập ly nè. Hàng satin giùm em nha mấy chị ơi. Có cái dây cho mấy chị buộc eo nữa nè. Rồi đầm dập ly giùm em. Chị nào lấy cam chốt cam giùm em nè. Cái này 90k giùm em nha. Dập ly. Đầm dập ly giùm em 90 nè. Dập ly 90k. Lấy dập ly chốt dập ly giùm em 90. Dập ly 90k giùm em nha. Ai lấy dập ly chốt dập ly giùm em 90 nè. Dập ly 90k giùm em. Ai lấy dập ly chốt dập ly giùm em nè 90. Chấm mai lên giùm em đi mọi người. Rồi bộ đùi. Bộ đùi LV nè. Bộ đùi LV sát nách giùm em nha. 39k giùm em. Chị nào lấy chốt em đỏ 39k. Đỏ 39k giùm em nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em 39 nha mọi người. Đỏ 39k giùm em nè. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Màu xanh ngọc nè. Màu xanh ngọc. Màu xanh biển. Bộ LV nha mấy chị. Với lại màu hồng. Với lại màu hồng. Hết sexy rồi. Với lại hồng giùm em nha. Ra lấy chốt giùm em LV kèm màu. Bộ em mặc hết rồi. Bộ mặc hết rồi nha mấy chị. Ra lấy LV chốt LV nè. Hình thị cẩm nhi xanh biển 39. Xanh ngọc nè. Dạ 50kg vô chị. Ra lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em nè. Quá đẹp luôn. Xanh ngọc giùm em nha. Ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc 39k kèm màu giùm em với. Xanh ngọc nè. Còn xanh ngọc hồng đỏ. Xanh ngọc hồng đỏ giùm em nha. Xanh ngọc hồng đỏ giùm em 39k. Màu hồng này chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 39k hồng. Quá chị đẹp luôn. Đó LV hồng 39k LV hồng giùm em nha. Ai lấy LV hồng chốt LV hồng giùm em 39k. Màu hồng, màu xanh, màu đỏ nha mấy chị. Hồng, xanh, đỏ giùm em 39. 39k kèm màu. Bộ đùi nè. Chín k giùm em. Rồi đầm giùm em nè mấy chị. Đầm vải đuổi xốp giùm em. Có mút ngực dày dặn luôn giùm em nha. Nút ngọc. Phơ này dưới 50kg mà ok giùm em nha. Chị nào lấy cho em đầm đen nè. 90k đầm đen giùm em. Ai lấy đầm đen chốt đầm đen 90. Đầm đen 90 giùm em nè. Hằng lam lấy xanh nè. Lên xoáy ngọt giùm em với. Rồi ai lấy đen chốt đen giùm em. Đầm đen 90. Đầm đen 90k giùm em nè. Ai lấy đầm đen chốt đầm đen. Rồi ảo bu rít nè mấy chị. Kẹo ngọt đầm đen 90. Rồi đầm này. Có ai đi Đà Lạt không nào mua mà. Đẹp lắm luôn á. Đầm len. Đầm len nha. Yếm len giùm em nè. Cái này 90k giùm em. Màu bỉ bằng trang thoải mái luôn. Ngọc với đỏ cho lan lê nè. 39k. Rồi lấy đầm đen chút đầm đen giùm em 90 nè. Phơm rộng bầu bí quan trang thoải mái. Cái này hàng len giùm em nha. Ai lấy cho em mít cây đi. Mít cây 90. Mít cây 90 giùm em nè. Ai lấy mít cây chút mít cây. Mít cây 90k giùm em. Rồi ảo bô rít giùm em nè. Ok em nè. Rồi ảo bô rít. Ảo chấp bô rít giùm em nè. Dễ thương lắm mọi người ơi. Ba lỗ. Áo bô rít ba lỗ giùm em 39k. Chị nào lấy chốt em hồng 39k giùm em nha.
rất tốt luôn nè. Hồng 39k giùm em. Rồi màu đen nè. Màu đen, màu nâu, màu cam. Màu cam giùm em nè. Với lại màu trắng. 39k kèm màu giùm em nha. Áo chất bô rít giùm em, màu trắng, màu cam, màu nâu, màu đen với lại màu hồng, 39k. Rồi lấy màu nào lên màu giùm em với, 39k kèm màu. Hồng, hồng cho suri nè. Hồng cho suri. Hồng cho nguyệt tiếp nè. 39k. Hồng cho nguyệt tiếp nè. Đen cho hình thị cộng nhi. Đen nâu cam cho kẹo ngọt. Kẹo ngọt đen nâu cam nè. Rồi màu trắng, còn màu trắng, màu cam với màu nâu hết hồng. Không có màu khác rồi. Chiều nay kết đi đơn nha mọi người. Chiều nay em chốt hàng đi đơn á. Nhớ lộ đồ đơn giùm em với. À ba lỗ nè, xin không? Chốt hồi rip giùm em nha. Rồi lấy chốt giùm em trắng 39k. Màu trắng nè. Rồi màu màu nâu giùm em nè. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em 39k nâu. Hết hồng rồi mấy chị chọn màu khác giùm em nha. Rồi màu nâu với lại màu màu cam. Cam nè, chị nào lấy cam chốt cam. Ừ, chiều nay chị chốt đi luôn. Hết đen rồi em. Hết đen rồi. Rồi còn cam nè, ai lấy cam chốt cam. Có đâm body nha. Rồi lấy cam chốt cam. Nay dao mai có rồi chị Lan Kim ơi. Trắng cho Hằng Lam nè. Rồi nâu cam trắng. Còn nâu cam trắng nha. Cam cho Ngọc Nhi. Rồi còn nâu với trắng. Còn nâu với trắng hốt hốt luôn giùm em đi mọi người ơi. Có 2 giây không? 2 giây có. Đơn luôn á. Rồi đây áo Boris nè, áo dây này được không? Mút ngực dày dặn, cái này nó cúp ngực luôn này mấy chị. Đẹp lắm. Cái này 55k một áo giùm em nha Boris. Boris giùm em nè, chị nào lấy cho em nâu, màu nâu với lại màu nu nè, nâu với nu giùm em. Nâu với nu giùm em nha mọi người. Nâu nu giùm em 55. Body dây hả? Không nhớ nữa, chắc có ta. Rồi lấy áo chút áo giùm em, đợi xíu em like mấy mẫu áo rồi em like body cho. Dây nâu cho kẹo ngọt. Cái này cúp cúp ngực luôn, đẹp lắm mọi người. Mặc với lại quần lưng cao siêu sang chảnh luôn, mặc đi quẩy. Rồi lấy nâu chút nâu, ai lấy nâu chút nâu giùm em nha, kẹo ngọt 55 nè. Ai lấy nâu chút nâu giùm em. Nâu với nâu. Rồi áo yếm nè, cái này hàng satin nhung giùm em nha mấy chị. Chị kéo phía sau giùm em nha. Chị kéo ở sau giùm em, kèm cho mấy chị cái dây nè. Cái dây này mấy chị thích làm băng đô cũng được, không thôi thì buộc eo. Đó. Rồi áo satin nhung giùm em, cái này 45k giùm em nha. Em có màu đỏ, màu trắng với lại màu đen. Đỏ trắng đen giùm em nha. Đỏ trắng đen 45k. Hàng lam nâu nè. Lam nu 55. Huỳnh Bích Tiền. Huỳnh Bích Tiền đơn còn không? Còn nha tình yêu ơi. Hằng lam nu nè. Rồi lấy áo chốt áo giùm em nha. Satin nhung cổ yếm 55. Đây áo satin nhung phía sau có dây kéo nha mấy chị ơi. Phía sau có dây kéo giùm em. Đó ai lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ đen trắng. Đỏ đen trắng giùm em nha. Đây đỏ đen trắng giùm em. Ở sau có dây kéo nha mấy chị. Đỏ đen trắng giùm em nha. Đẹp lắm. 45k một áo nha. 45 giùm em nha mọi người. Màu đỏ, màu đen, màu trắng 45k.
Rồi ảo lên con giùm em nè. Ảo lên con giùm em nút cài. Cái này vạt bầu luôn giùm em, 39k một ảo nha. 39k một ảo giùm em, coi điện thoại mà chị nào đã chốt em vàng 39 nè. Vàng nu với riêu. Vàng nu riêu giùm em 39k. Vàng nu riêu giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với vàng nu riêu 39k. Vàng nu riêu 39. Đồ bộ này hả chị? Tay dài 99. Tay ngắn 95. Áo vàng cho Kiều Ngọc 39. Không lên áo nữa hả? Mày cho Úc tiền rồi. Nô 39 cho bích trang. Mu nè. Bích trang. Đây riêu đây. Bộ hồng lập thể hả chị? Bộ hồng lập thể hả chị Hằng Lam ơi? Rồi đây lấy riêu, chốt riêu giùm em nha. Màu riêu nè, 39k riêu. Riêu 39k giùm em. Lấy riêu, chốt riêu giùm em 39. Riêu riêu 39k riêu nè. Rồi xét lu xì nè. Chị Hằng Lam lập thể 95 nè. Có số chưa? Chưa có số điện thoại lên số giùm em nha. Kiều Ngọc riêu nè. Hằng Lam lập thể 95. Rồi bộ set bubble, set Gucci giùm em nè. Set zin này mấy chị ơi. Cái này hàng thiêu luôn giùm em nha. Chị nào lấy cho em Gucci. Cái này 115k một set. 125k một set sao đi, 125k giùm em. Cái này bên trong có quần. Cho chị xem hả? Cho chị đã là sao? À, cho coi đã. Sao kiệt chị kêu cho chị bộ đó. Em tưởng lấy chứ. Rồi set Gucci giùm em 125 nha mấy chị ơi. Set Gucci 125k giùm em. Phía trước là lưng bạn, phía sau là lưng thun giùm em nha. 125k giùm em nè. 125 giùm em nha. Lấy Gucci, chốt Gucci 125. Gucci 125 giùm em. Đây set lập thể đây. Pyjama lập thể. Đây cái này quần có túi giùm em nha. Quần có túi giùm em nè. Lập thể hồng nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. 95k lụa mango sen 2 lá. Lụa mango sen 2 lá giùm em nha. 95. Đó, lấy lập thể chốt lập thể giùm em. 95k lập thể. Lập thể 95 giùm em. Còn áo khoác len. Ủa thôi cưng gửi hàng được chưa? Chị nhận được chưa chị? Vậy hả? Ủa da lại được rồi hả? Từ từ đã, chị phải like nè, không biết nó nằm ở đâu nữa. Phải lấy từng ri ra mới biết nè. Rồi đầm dây nè mấy chị ơi, đầm dây hoa giùm em. Hàng hai lớp giùm em 90k nha. 90k giùm em nè. Chị nào lấy cho em hoa đỏ. Hoa đỏ 90 giùm em nè. Ai lấy hoa đỏ chứ hoa đỏ vào bỉ văn chen được luôn á. Hoa đỏ 90k giùm em. Ok chị nè. Đưa địa chỉ khác mới lên được phải không? Rồi hoa đỏ giùm em. Dây 90 cho Kẹo Ngọt. Cái này chỉ có màu màu vàng nữa sao? Màu vàng với màu xanh đen nữa. Rồi bộ satin giùm em nè. Bộ đùi satin, bộ này dễ thương lắm mọi người ơi. Em còn đủ một bộ thôi nha. 85k. Chị nào lấy cho em nu 85. Nu 85 giùm em nha. Nu 85k giùm em nè. Gói ren nè mấy chị ơi, form dưới 55kg mặt đẹp. Nu 85k, lấy nu chút nu. Nu 85 giùm em nha, chị nào lấy nu chút nu giùm em với.
Rồi body kèm áo khoác nè mấy chị. Nu cho chị Hằng Lam 85. Còn có bộ à. Rồi body len gân giùm em, cái này hàng thiêu giùm em nha. Body dây nè. Body dây sọc nè. Đây body dây giùm em hàng thiêu nha mọi người. Form dài. Kèm cho mấy chị một cái áo phông nữa nè. Mấy chị thích mặc đầm dây không cũng được, hoặc là khoái một cái áo phông ở ngoài nè mấy chị, hình trái tim nè, dễ thương lắm. Đó. Rồi body này 105k giùm em, chị nào lấy giúp em sọc 105 nha, sọc 105. Chị không lấy bộ hồng nha. Dạ rồi ok chị. Rồi sọc 105k giùm em nha. Ai lấy sọc chốt sọc giùm em 105. Body sọc 105 giùm em. Kèm một cái áo phông nữa nha. Hàng thiêu vải đẹp lắm. Không có, hôm nay không có quần rồi. Có quần thể thao, đùi thể thao thôi à. Rồi 105 giùm em nha. Ai lấy chốt em mã 105 nè. Nó có một màu thôi nha mọi người. Set body. Body form dài á. 105k. Ai lấy body chốt body giùm em 105. Có áo kiểu nha. Đợi em xíu nha, đợi xíu em lấy áo khoác cho. Rồi set boris giùm em nè. Set này siêu vị xịn luôn, siêu sang luôn mọi người ơi. Chân vải rút bên trong có quần giùm em nha mấy chị ơi. Chất boris mịn. Cái này hàng hot girl giùm em nha. Form dưới 55kg mặt đẹp. Ở phía sau nè, khỏi luôn như vậy nha. Đó, dây rút nè với lại cột cái eo lại nha mấy chị ơi. Dây cột eo nè. Rồi set boris giùm em, dễ thương lắm. 95k một set. Boris mịn giùm em, bên trong có quần hàng hot girl nha. Dưới 55kg mặt đẹp. Rồi màu nu, màu đỏ, màu đen với lại màu riêu. Nu đỏ đen riêu giùm em 95k nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Màu riêu nè, màu đen, màu đỏ với lại màu nu 95k nha mọi người. 95k giùm em nè. Set boris. Set chất boris giùm em nè, 95. Rồi lấy màu nào lên màu giùm em nha. 95k. 95 kèm màu. 95k kèm màu giùm em. Đây áo len gân giùm em nè. Áo len gân thiêu Chanel giùm em 69k một áo nha mọi người. Chị nào lấy cho em tím 69k. Hàng thiêu nha. 69k giùm em nè, chị nào lấy tím chút tím giùm em 69. Tím 69k giùm em nè, ai lấy tím chút tím. Tím 69k giùm em, chị nào lấy tím chút tím giùm em nha. Rồi màu đỏ đô giùm em nè, ai lấy đỏ đô chút đỏ đô. Đỏ đô giùm em 69k. Tiêu chờ neo nè, ai lấy đỏ đô chút đỏ đô giùm em 69. Rồi màu kem nè. Màu kem nè, ai lấy kem chút kem. Kẹo ngọt set đen 95 nè. Kẹo ngọt set đen 95. Rồi màu kem nè. Màu xanh nè mấy chị, 69k màu xanh với lại màu nâu. Xanh với nâu giùm em. Màu nâu nè. Rồi 69k giùm em nha. Ai lấy chú em khoác 69 kèm màu. Thiêu chờ neo giùm em nè. Khoác 69k nè. Chị nào lấy khoác chốt khoác. Ai lấy khoác chốt khoác giùm em 69. Giùm em nha. Rồi đầm vàng nè. Ở phía sau có dây kéo giùm em nha mọi người. Ai lấy đầm vàng chốt đầm vàng giùm em, đầm xòe nha, vải tắp ta. Vải tắp ta giùm em nè. Rồi 65k lấy vàng chốt vàng 65. Vàng 65k giùm em nha, đẹp lắm. Vải tắp ta giùm em. Rồi vàng 65 giùm em, lấy vàng chốt vàng 65k vàng. Vàng 65 giùm em nè, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em 65k. Rồi đầm maxi dài nè. Maxi dài luôn giùm em. Rồi 70k chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh 70 giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 70 xanh. 70 xanh giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh 70 nè.
xanh 70k dùm em, chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh 70. Xanh 70 dùm em. Rồi đầm xè nè mọi người. Con dài luôn dùm em, phía sau có dây kéo nha. Ở đây mấy chị rút ngược được nha. Con dài nè. Ai lấy chốt em riêu nè, 95k riêu. Riêu 95k dùm em nha. Đầm dài á, vải đuổi đẹp lắm. Riêu 95k, lấy riêu chốt riêu dùm em 95. Riêu 95k dùm em nè, chị nào lấy riêu chốt riêu dùm em nha. Riêu 95. Rồi xét sơ mi nè. Xét sơ mi dùm em quần đùi. Xét sơ mi quần đùi dùm em 90k. Quần này có túi nha. Quần có túi luôn dùm em nè. Chị nào lấy cho em nu 90. Nu 90k dùm em, lấy nu chút nu dùm em 90 nè. Không em ơi, body dày hết rồi á. Rồi xét sơ mi giùm em. Xét sơ mi nè. Quần vải tách tay luôn giùm em nha. Chị nào lấy chú giùm em cam đất. Cam đất giùm em nè, 105k xét sơ mi. Xét sơ mi giùm em 105 nha. Ai lấy cam đất chốt cam đất giùm em 105k. 105 giùm em nè. Chị nào lấy cam đất chốt cam đất. Cam đất 105. Thanh Thùy Nguyễn cam đất nè. 105. Thanh Thùy Nguyễn. Vừa nha chị ơi, vừa. Trời ơi chị Đào lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Bánh bèo bánh ơ này mọi người. Rồi phía trước là lưng bạn, phía sau là lưng hung giùm em nha. Rồi hồng giùm em. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nè, 99k. Xét hồng 99k giùm em. Ai lấy hồng chốt hồng 99k dùm em. Ai lấy hồng chốt hồng. Kẹo ngọt hồng 99. Rồi ai lấy hồng rồi chốt hồng dùm em nha. Rồi set body cái này hàng thiêu dùm em nè. Hàng thiêu nè. Phương Mai. Phương Mai đi chưa? Đó, đâu có trả lời đâu đi em. Anh mất không có trả lời á. Rồi body giùm em nè. Ai lấy body chốt body. Body cái này bên trong cổ quần giùm em nha mấy chị. Set body giùm em nè. Set body giùm em 85k. Hàng thiêu nha. Tay dài. Hàng hot girl á. Phương này dưới á. 50kg mặt đẹp. Ai lấy cho em hồng. Hồng 85. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 85k hồng. Inbox em á mày không trả lời. Em rạng inbox chị đi. Đồ lam hả? Rồi đợi em xíu. Rồi xếp Barbie doll nè. Cái này cột nơ sau luôn giùm em. Cái này 105k luôn giùm em nha. Vải tắp ta em còn một set. Em thắt cái nơ xấu quá. Đây, vải tắp ta giùm em nha. Ở sau cột nơ. Xếp Barbie doll giùm em nha mọi người. Ai lấy cho em hồng. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Quần có túi nha, 105k giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 105. Hồng 105, ở phía sau áo là có dây kéo luôn giùm em nha. Đùi jean chị hết rồi. Rồi lấy hồng chốt hồng giùm em 105k hồng. Hồng 105 giùm em. Đây bộ đồ lam nè. Lam
125k dùm em nhé. Lam 125 dùm em nè. Chị nào lấy chốt dùm em nu nè. Nu 125k. Nu 125 dùm em. Xịn lắm mọi người ơi. Lam nu 125k dùm em nha. Ai lấy nu chốt nu dùm em 125. Quần dài. Rồi lam 125k. Em xem lại bộ nu quần đùi đen. À xét nu hả? Áo sơ mi không? Vạt ngắn vạt dài á. Xét sơ mi Nhật Bản gì nè mọi người. Nó giống vậy đó. Đây lấy nu chốt nu dùm em nha. Vạt ngắn vạt dài nè. 90k một set. Em còn có 1 set à. 90. Chị nào lấy cho em mã 90 nha. Mã 90 dùm em nè. Ai lấy mã 90 chốt mã 90 dùm em. 90k. Phát 90 dùm em nha mọi người. Rồi phát dây ngọc dùm em nè. Xếp dây ngọc như mẫu mặt nha. 85k một xếp dùm em nè. Chị nào lấy chốt em đỏ 85. Đây đẹp lắm. 85 đỏ dùm em nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ 85k đỏ. Đỏ 85k dùm em nha. Xếp dây ngọc 85k một xếp. Phía sau áo có dây kéo. Form này dưới 55kg mấy chị mặc ok. Đỏ 85 này. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ 85k. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em 85. Chấm bài lên giùm em đi mọi người. Đỏ 85k giùm em. Rồi body nè. Quýt ngực dày dặn. Mặc bẹt vai cũng được, mặc lên cũng được tùy mọi người nha. Body vô rip 75k giùm em. Chị nào lấy cho em đen 75. Body đen 75k. Form dịch phơm dưới 55kg mặc ok. Rồi body đen 75. Ai lấy body đen chút body đen giùm em 75k body đen. À body dây nè. Có không ta? Dây điện. Đây body dây đây. Body dây giùm em nè. 55k giùm em. Ai lấy chút em mã 55 giùm em nha. Có một cái nè. Dây 55 nè. Ai lấy dây chút dây 55k. Dạ có quần legging nè. Em còn 2 cái. Quần legging còn 2 cái nè 35k. Ai lấy quần chốt quần giùm em 35 nè. Quần legging 35. Phương Nguyễn body dây nè 55. Cái này quần có túi giùm em nha. Em còn 2 cái nè. Coi dạng thoải mái nha mấy chị ơi. Chất rất là đẹp luôn. 35k còn 2 cái. Lấy chốt em mã 35. Legging 35 dùm em. Ai lấy legging chút legging. Thu Nguyễn quần 35. Rồi zoom dùm em nè. Zoom nút bọc vải luôn dùm em nha mấy chị ơi. Hàng 2 lớp nha. Hàng 2 lớp dùm em tay. Tay cài 2 nút nè. Tay cài 2 nút dùm em nha. Ở phía sau là nó có bao thun á. Rồi zoom đen. Ai lấy zoom đen chút zoom đen dùm em 90. Dùm đen 90k dùm em nha. Thanh Thủy Nguyễn. Thanh Thủy Nguyễn gì nè. Legging 35 nè. Đầm sau lưng. Dạ rồi. Rồi lại dùm chốt dùm dùm em nha. Queen size từ 40kg tới 60kg mắc vừa. Rồi đây đầm 99k dùm em nha. Đầm 99k dùm em nha mấy chị. Ai lấy cho em đầm trắng nè. Em có màu trắng, màu hồng, màu vàng. Trắng, hồng, vàng giùm em tay phòng nha. 99k. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Rồi body bô rip sát nách. Body bô rip sát nách giùm em nè. Đẹp lắm mọi người. Xòe như vậy nè. Form chữ A á. Bô rip form chữ A giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em đen nè. 75k đen. Dễ thương lắm. Form chữ A giùm em nha. Ai lấy đen chút đen giùm em 75. Đen 75k nè. Ai lấy đen chút đen. Đen 75 có nãy giờ chị like xem kẻ á. Xét lòng đủ thứ hết.
kẹo ngọt body nè. Cái này đẹp nè, còn có một cái à. Rồi set rút nè, set 3 món giùm em nha. Một cái quần rút nè, một cái áo ống 75, với lại một cái áo sơ mi ở ngoài nha mấy chị, áo sơ mi khoác ở ngoài giùm em nè. Rồi set 3 món giùm em nha, 99k. Set 3 món nha. Một áo ống nè, một quần rút với lại một áo khoác sơ mi ở ngoài nha. Set quần rút giùm em. Rồi 99k giùm em, chị nào lấy set chút set. Set 3 chi tiết. Set 3 chi tiết giùm em 99k. Giùm em chấm mày lên giùm em đi mọi người. Rồi body nhung giùm em nè. Body nhung cổ vuông nha mấy chị ơi, 65k giùm em. Body nhung nha, 7 màu, nhúng hai bên giùm em, sang lắm luôn á. Ai lấy cho em body 65k body. Co giãn nha mấy chị, có co giãn nè, form dưới 55kg mặt đẹp. Rồi body nhung 65. Ai lấy body nhung, chút body nhung giùm em 65k. Rồi đầm nhung thiêu nè. Cái này mặc đi tiệc sang lắm nè mấy chị ơi. Đầm nhung thiêu giùm em, ở phía sau có dây kéo nó hở lớp lưng như vậy nha. 99k giùm em. Ai lấy nhung đen, chút nhung đen giùm em 99k. Nhung đen giùm em, form này dưới 50kg mặc đẹp. Nhung đen giùm em nha. Sang lắm luôn. Ai lấy nhung đen, chút nhung đen 99k nhung đen nè. Nhung đen 99k giùm em. Chị nào lại nhung đen, chút nhung đen giùm em 99 nha. Nhung đen 99k nè. Rồi bộ dây ngủ beo nè. Dây ngủ beo giùm em nè. Chị nào lại beo xám, chút beo xám giùm em nè. Beo xám giùm em 85k, quần có túi. Beo xám 85. Bộ dây quần dài. Beo xám 85k giùm em nha. Ai lại beo xám, chút beo xám 85k giùm em nha mọi người. Bèo xám 85. Ai lại bèo xám, chúng bèo xám giùm em 85k. Rồi đầm vải tắp tay giùm em nè. Ở sau có dây kéo giùm em nha. Đầm vải tắp tay nè mọi người. Phơm rộng. Cái này bầu bỉ bon chen được luôn nè. Ai lấy chút giùm em đen. Chị nào lấy đầm đen, chút đầm đen giùm em nha. Đầm đen giùm em 65k. Đầm đen 65. Đây đuôi cá này đẹp lắm. Phải tắp tay nha mấy chị, không phải phải phi bóng đâu. Tại nó lên màu đen bị chói á. Rồi lại chú em đen tạm đen 65. Đen 65k, lấy đen chút đen. Đen 65 giùm em nha. À lấy đen chút đen giùm em 65k đen à. Đen 65 giùm em đi mấy chị ơi. Rồi đầm dây tay cánh tiên nè, muốn ngực dài dặn. Phía sau có dây kéo luôn giùm em, ai lấy chốt em xanh nè. Chị nào lấy đầm xanh, chốt đầm xanh giùm em nha. 99k. Xanh 99k giùm em nè. Xòe dài. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 99k xanh. Xanh 99k giùm em, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em. Xanh 99k nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Cho em ớt nha mọi người. Ớt chốt đơn nha. Mấy giờ? Mệt luôn. Mệt đi. Dây tằng nè. Dây tằng cổ yếm nè mọi người. Ai lấy chốt em tím. Tằng yếm tím nè. Cái này nó có bao thun nha mấy chị ơi. Có bao thun giùm em. Chị nào lấy tím chút tím giùm em. Tím giùm em nha, 80k tím nè. Đầm tầng nha mấy chị ơi. Đầm tầng cổ yếm giùm em. Tầng yếm nè. Ai lấy tầng yếm chút tầng yếm giùm em. Có quần không chị? Quần đùi thể thao được không?
đùi thể thao này mấy chị, ai lấy chốt giùm em nè. 35k, em có màu đen với màu xám 35. Đen xám 35k giùm em nha. Đùi thể thao với lại quần ống rộng còn cái nè. Quần ống rộng còn cái nè mấy chị, 35k, quần có túi nha. Quần có túi giùm em, 35 giùm em nè. Ai lấy ống rộng chốt ống rộng, 35k ống rộng. 58kg cao mét nhiêu á chị? Dạ còn nha chị ơi. Quần dài bo ống được không? Chứ quần dài à, quần dài hết rồi, dài legging hết rồi. Còn cái xanh đen à, dài legging em còn cái xanh đen á mọi người. Đây quần thể thao bo ống 39k nè. Chị nào lấy chốt em thể thao 39 giùm em nha. Coi dạng thoải mái. Quần có túi nha mấy chị ơi, nam nữ mặc ok á. Quần thể thao 39k. Ai lấy chốt em mã 39 nè. 1m53 không vừa. Ai lấy quần thể thao chốt quần thể thao giùm em. Tiony nè, Tiony giùm em nha mấy chị ơi. 75k một áo, bên trong có túi á. Cái này em còn cái thôi. Chị nào lấy chốt em đen. Ai lấy đen chốt đen giùm em nha. Đen giùm em là 75 đen. Đen 75k, lấy đen chốt đen giùm em 75. Khoác đen 75k giùm em nha. Áo cổ lọ tay dài nè, chị nào lấy chốt em đen nè. Áo cổ lọ giùm em 45k. Áo này dễ thương lắm mọi người ơi. Cái vạt nó chéo như vậy nè. Ở bên đây tay nó phồng phồng như vậy nha. 45k giùm em nè. Ai lấy cho em mã 45. Áo tay dài lên gân nha. Tay dài lên gân 45. 45k giùm em. Rồi bộ tầng nè. Rồi bộ dây tầng giùm em nha, 35k. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35 nè. Tầng xanh 35 giùm em bộ dây nha mấy chị ơi. 35k dây, ai lấy dây chốt dây 35. Dây 35k giùm em nè, chị nào lấy dây chốt dây. Dây 35k. Dây 35 giùm em nha. Quần bo rít nào, quần bo, quần nhũng á mấy chị. Cái này mặc lên form đẹp lắm, quần đùi ngố á. Cái này em còn cái này, chị nào lấy chốt em xanh 39k nha. Cái bộ rip quần đùi ngố nè mấy chị ơi. Đùi ngố giùm em 39k. À lấy xanh chốt xanh giùm em 39. Xanh 39k giùm em nha, lấy xanh chốt xanh. Từ đợi em xíu. Xét dập ly nè, xét dập ly phối ren giùm em nha mấy chị, 95k một xét. Vải đủ giùm em nha. Vải đủ giùm em, chị nào lấy chốt em hồng. 95 hồng giùm em nè. Dập ly. Xét dập ly đẹp lắm. 95 hồng giùm em nè, ai lấy hồng chốt hồng giùm em 95k. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 95 hồng. Hồng 95k giùm em nha. Áo khoác em còn màu đó à. Đâu rồi ta nặng nha. Cái này được không? Khoác lên gân nè. Cái này hàng siêu giùm em nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em. Khoác lên gân giùm em nha. Xanh giùm em 69k nè. Cái này được không? Có hai màu đó à chị ơi. À, ba lỗ hết rồi, còn cái màu trắng, còn cái ba lỗ trắng nè, có nâu, cái mẫu này có nâu. Ủa có không, không biết nữa, để em coi rồi đã.
Để xíu coi có không nha, tại vì em quăng ở dưới hết rồi. Áo ba lỗ nè, còn cái 39k nè, chị nào lấy chốt em trắng 39 nha. Trắng 39k giùm em ai lấy trắng chút, trắng 39k. Đúng rồi. Sao rồi? Không, quần nhũ em còn có một cái à, ai lấy thì chốt giùm em. Hết hàng rồi mọi người ơi. Trắng cho Thủy Tiên 39 nè. Quần nhũ này hết hàng rồi, còn có một cái à. Không, bộ em mà không có lửng. Có xét quần ống rộng áo kiểu không? Không có á. Áo Barbie doll được không? Cái đó Thủy Tiên á. Ok chị. Không ai bán thẻ hết. Duyên Võ, không ai bán thẻ hết. Ủa chẳng lẽ nhà không có tập phá luôn hả? Ok chị. Đây xét ống rộng này được không nè. Cái này sang simi lắm mọi người ơi. Dạ còn áo kiểu. Ai lấy xanh đen, chốt xanh đen giùm em nào. Quần có túi nha. Xanh đen, xanh đen. Xanh đen giùm em nha mấy chị ơi. Xét ống rộng 99k. Xanh đen 99 giùm em nha mấy chị. Ai lấy xanh đen, chốt xanh đen giùm em 99k. Cái này mấy chị mặc đi làm sang lắm. Xanh đen 99k giùm em nha. Ai lấy xanh đen, chốt xanh đen. Rồi set riêu nào. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Set riêu giùm em 70 nè. Ai lấy riêu, chốt riêu giùm em 70k riêu. Riêu 70 giùm em. Chị nào lấy riêu, chốt riêu giùm em 70. Riêu 70 giùm em nha. Ai lấy riêu, chốt riêu giùm em 70k riêu. Bộ dây nè 39k giùm em nha mấy chị ơi. Dây 39 giùm em. Ai lấy chốt em hồng 39k. Hồng 39k giùm em nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 39k màu hồng. Hồng 39k giùm em. Ai lấy hồng chốt hồng. Màu xanh nè. Màu hồng, màu xanh. Màu xanh ngọc. Màu xanh đen. Màu xanh đen giùm em nè. Với lại màu hồng cam nha. Rồi 39k giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Đâm hồng. Đây. Cái này hoa nhí giùm em nha mấy chị. 99k giùm em. Đầm này 99 giùm em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Hàng 2 lớp nha mọi người. Hàng 2 lớp giùm em. 99k. Ai lấy hồng chốt hồng. Màu hồng, màu vàng, màu trắng nha. Hồng vàng trắng giùm em 99k. Hồng vàng trắng. Bộ dây 35 nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 35k nè. Xanh 35k giùm em nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em 35 dây Barbie doll. Xanh 35 giùm em. Chị nào lấy xanh chốt xanh 35k xanh. 35k xanh giùm em nè. Rồi nâu tầng nè. Ai lấy tầng chốt tầng giùm em 35 nè. Tầng nâu 35. Tầng nâu 35k giùm em nha. Chị nào lấy tầng nâu chốt tầng nâu giùm em 35. Tầng nâu 35k giùm em. Có chịu lấy. Thái vui. Cảm ơn. Thôi em ớt nha mấy chị ơi. Bây giờ em chốt đơn nha. Bye bye mọi người nha.